20 năm sau thảm họa diệt vong, Night Star lại là nơi đầu tiên tiếp nhận tín hiệu từ trái đất, nơi này chỉ còn là một bình địa. Tiên đoán điểm không lành, những nhà lãnh đạo của trạm không gian đã cắt cử hai người lính thiện chiến là Jack và Diana, với quyền điều khiển bộ đôi Womack thế hệ thứ ba, gánh trọng trách tiến về quê nhà năm xưa. Implosion chính thức bắt đầu từ đây. Không từ tốn, không thương xót, không do dự, không bước lùi. Trong game bạn sẽ cán đổ mọi chướng ngại, tàn sát bất cứ kẻ địch nào, dù từ nhỏ tới to, từ lâu là tiểu tốt cho tới siêu boss cuồng bạo. Bộ đôi vũ khí để game thủ hoàn thành sứ mệnh chính là thanh trường kiếm và khẩu súng trường, đảm bảo tách lìa cơ thể hay thổi bay đầu ngay cả những dị vật hung hãn nhất. Sở hữu một lối chơi vừa nhu vừa cương, vừa vô tiền khoáng hậu, vừa tính toán logic như vậy, Implosion đang chứng minh mình là một nước thang mới trong phong cách ARPG trên mobile. Shadowrun Dragonfall đưa chúng ta trở lại thế giới giả tưởng tồn tại các Shadowrunner, những tay lính đánh thuê với đủ dạng thể, từ xạ thủ, thích khách, thầy pháp cho tới hacker, ánh mắt chỉ biết hướng tới đồng tiền. Phong cách lối chơi của Shadowrun Dragonfall vẫn trung thành với con đường mà người tiền nhiệm để lại, nơi game thủ sẽ làm quen với cơ chế lối chơi theo lượt mang hơi hướng XCOM, Enemy Unknown. Ở đó, bạn sẽ chỉ huy nhân vật chính song hành cùng ít nhất hai người đồng đội, với mỗi cá nhân sở hữu trong tay số nước đi giới hạn. Nếu bạn là một người ưa thích nét đẹp bên trong hơn là sự hào nhoáng nhất thời bên ngoài, thì Shadowrun nói chung và hậu bản Dragonfall nói riêng chính là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Raven Whitnaver xây dựng 3 giống loài, bao gồm Human, Elf và Bango. Điểm nhấn của GMO này nằm ở hệ thống trang bị vô cùng đa dạng, được phân cấp dựa trên số sao và màu sắc của chúng. Mỗi vũ khí mà người chơi mặc sẽ được phân theo các thuộc tính như băng, sét, lửa khác nhau. Mô thức chiến đấu của Raven đi theo con đường quen thuộc Hack and Slash. Trong chiến đấu, nhân vật có thể sử dụng 4 kỹ năng khác nhau và một phím để né tránh. Raven mang đến hệ thống Red Boss với số lượng boss rất đa dạng, kích thước khổng lồ, đi kèm với những đòn tấn công đa dạng. Đa số là AOE để thử bản lĩnh của game thủ. Để chiến thắng, người chơi sẽ cần sự phối hợp với nhau, đồng thời phải biết di chuyển một cách linh hoạt. Tất nhiên, phần thưởng dành cho bạn sẽ vô cùng giá trị, đó là những món trang bị huyền thoại. Hạn chế duy nhất của game nằm ở việc chưa có phiên bản tiếng Anh dành cho game thủ quốc tế. Được biết, bom tấn này sẽ ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2015. Spirit Lords đặt game thủ vào hành trình giữa bối cảnh hậu thế, nơi nền văn minh nhân loại gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Tất cả chỉ bởi cuộc chiến tranh giữa cõi tâm linh và phàm tục gây ra từ hàng ngàn năm trước. Nhập vai vào một nhà thám hiểm, game thủ sẽ thấy mình dấn thân vào những khu phế tích cổ xưa, vô tình trở thành người đầu tiên tận mắt chứng kiến linh hồn sống dậy trong hàng thiên niên kỷ. Bạn sẽ phải giữ trọng trách của một Spirit Lord, thuần hóa sức mạnh cổ xưa và cứu lấy thành trì cuối cùng của nhân loại. Ở đó, bạn sẽ điều khiển nhân vật chính với góc nhìn thứ ba trên cao và di chuyển tự do trong môi trường rộng lớn. Nhân vật mà người chơi song hành sẽ được tùy biến và thay đổi theo từng tiểu tiết. Bạn còn có quyền chọn lựa giữa hai phương thức chiến đấu, một là Barbarian và một là Sorcerer. Game thủ sẽ trỏ trực tiếp vào vị trí trên màn hình để di chuyển, trong khi ấn trực tiếp vào kẻ địch để nhân vật chính tự động tấn công. Game thủ sẽ phải điều chỉnh hơn 200 chiêu thức đòn thế với mũi tên chỉ hướng. Spirit Lost thực sự là một tác phẩm nghệ thuật xứng tầm trên mobile. Shadow Realm, tựa game hành động nhập vai vừa chào sân mobile, chính là đại diện cho hình ảnh chiến đấu điên cuồng của Stickman trên thế giới ảo. Shadow Realm không có cốt truyện hay tình tiết cụ thể, đơn giản chỉ đưa người chơi vào cõi bóng đêm ngự trị bởi vô vàn những thế lực hắc ám và quái vật khát máu. Công việc của bạn là tiến lên tấn công tất cả kẻ nào dám ngáng chân mình. Ở đó, bên cạnh những chiêu tấn sát như cuồng phong bão tố, game thủ còn có quyền thi triển vô số tuyệt kỹ gào thét, càn quét giữa hàng hàng lớp lớp kẻ địch. Game thủ có quyền tùy chỉnh trang bị và kỹ năng nhân vật. Game sẽ cung cấp cho bạn một khung trang bị chung, cho phép bạn thêm thắt bất cứ món đồ nào. Game thủ còn có quyền triệu tập những vị anh hùng khác sát cánh với mình mọi lúc mọi nơi. Như chính bạn, họ cũng sẽ sở hữu các khả năng chuyên biệt với sức mạnh cuồng bá nhất nhì. Shadow Realm thực sự là một lựa chọn vào hàng nhanh gọn nhẹ cho cộng đồng game thủ.